Thưa cha, nhờ cha quản dĩnh minh bạch, chúng con đã hiểu rõ rồi. Thế nhưng, tại sao chú là đứng rất nhân lành, Lại đầy lòng từ bi thương xót và quyền phép vô cùng. Ngài không dùng uy quyền tối cao của mình để ngăn chặn tội lỗi và sự giữ. Đừng để nó xảy ra nữa. Thiên chúa làm được lắm chứ. Dễ ợt à. Tại sao ngài không làm? Uhm, khó hiểu quá trời. Cảm ơn lòng tốt của anh Việt Hải chỉ lo ích lợi cho người khác à, để hiểu rõ vấn đề này xin anh Việt Hải và các anh chị hãy lần mở lại lịch sử nguyên tổ loài người khi Thiên Chúa tạo dựng hai ông bà nguyên tổ Adam và Eva Ngài đã ban cho ông bà năm đặc ân ngoại nhiên là ơn phi thường ngoài sức tự nhiên ngoài năm đặc ân đó Chúa còn ban cho ông bà ba tài năng thuộc về linh hồn là trí óc thông minh lòng muốn mạnh mẽ và sự tự do để chọn lựa. Thế nhưng, hỡi thương ôi, hai ông bà đã chót dại nghe lời xúi dục của quỷ sứ Satan, ăn quả cây chúa cấm nên đã đánh mất tất cả các đặc ơn ngoại nhiên sụp đổ tan tành. Hậu quả tai hại của tội nguyên tổ đã sinh ra đau khổ, bệnh tật và sự chết. Vì loài người là con cháu, là miêu duệ của hai nguyên tổ, nên đã bị nhiễm lây tội tổ tông hết chỉ trừ đức trinh nữ maria mà thôi cũng vì tội nguyên tổ và tội riêng của nhân loại nên tội lỗi và sự giữ đã xâm nhập khắp nơi tràn lan khắp thế giới chứ thiên chúa đâu có dựng nên tội lỗi và sự giữ đâu nhưng anh việt hải lập luận tại sao thiên chúa không ngăn chặn tội lỗi và sự giữ để nó tự do tung hoành như thế các anh chị à thiên chúa đã làm rồi còn làm hơn thế đấy ngài đã ban cho chúng ta ba tài năng để hiểu biết việc lành việc giữ lòng muốn để ưng thuận và sự tự do để lựa chọn điều tốt điều xấu trong ba tài năng đó sự tự do là cao quý nhất nếu thiên chúa truyền buộc cưỡng bách chúng ta phải vâng lời ngài cất mất tự do của chúng ta thì chúng ta đâu phải là người nữa chỉ là một con vật không hồn hay là một thằng phỗng các anh chị nên nhớ kỹ chúng ta có lập được công phúc để lãnh thưởng đời sau hay bị đọa phạt đời đời đều tùy thuộc vào ý muốn tự do lựa chọn của chúng ta đằng khác thiên chúa khôn ngoan sáng suốt vô cùng lại đầy lòng thương xót khi thấy chúng ta là những tội nhân khốn nạn đã quá đam mê vật chất tôn thờ tình, tiền và danh vọng như những thần tượng thay Thiên Chúa, bỏ quên cả linh hồn, thì Ngài để chúng ta gặp đau khổ, tật bệnh là hậu quả của tội lỗi, hầu thức tỉnh lương tâm của chúng ta. Sau đây là một thí dụ cụ thể do Thánh Giáo Hoàng Gregorio trưng ra. Một vị đông y sĩ bắt một con đỉa phải hút hết máu độc nơi vết thương trầm trọng của một bệnh nhân. Trong lúc hút máu độc, con vật bé nhỏ này rất hăng say, hút cho no thỏa đến giọt máu cuối cùng. Vị Đông y sĩ không có chú ý nào khác ngoài việc chữa lành vết thương trầm trọng của bệnh nhân mà thôi. Giữa sự hung hăng hút máu của chú đỉa với mục đích sáng suốt của vị Đông y không có gì giống nhau cả. Dù bệnh nhân có vẻ đau đớn, nhưng họ không nhìn vào ác tâm của chú đỉa mà còn bằng lòng việc làm trông có vẻ tẩm gớm đó với hy vọng bệnh mình mau khỏi vì biết rằng chú đỉa chỉ hành động theo lệnh đông ý sĩ mà thôi. Các anh chị thân mến, Thiên Chúa thường dùng người ta như đông ý sĩ dùng đỉa Vì thế chúng ta phải luôn luôn tuân phục việc Thiên Chúa quan phòng để mưu ích lợi cho linh hồn chúng ta. Chúng ta nên nhớ kỹ điều này như là một chân lý đức tin. Đó là không một vật nào có thể hành động vào ta nếu Thiên Chúa không ban phép. Trích sách Tin cậy Chúa Quan phòng. Thưa cha, trong Tin mừng theo Thánh sử Matthew ở đoạn số 9, câu số 12 13, Chúa Kitô phán khi bọn Pha-ri-siêu khiển trách Chúa ngồi ăn đồng bàn với người tội lỗi, con nghe nó có vẻ kỳ kỳ làm sao đó. Câu đó như thế này nè cha. Người khỏe mạnh không cần bác sĩ người ốm bệnh mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người lành mà để kêu gọi người tội lỗi. Thưa cha, Chúa nói như vậy không sợ các người lành người thánh thiện phát gan hay sao? Có đúng không ạ? Anh Thanh Hùng ơi, Chúa Kitô không hề tuyên bố từ bỏ hoặc xa tránh người tốt lành thánh thiện vì họ đã thuộc chọn về Chúa. Câu kinh thánh trên tả rõ lòng thương xót vô hạn lượng của Thiên Chúa. Đối với các người tội lỗi, Chúa hằng để ý, Mong muốn cho họ bỏ đàn tội lỗi trở về với Chúa, Nên Chúa luôn luôn kêu gọi họ, Tìm kiếm họ. Giống hệt dụ ngôn, Người mục đồng bỏ 99 con chiên lại, Để đi tìm một con chiên lạc, Đem nó trở về đàn. Như là đã được tả ở trong Phúc âm, Theo Thánh Matthew, đoạn 18, câu 12 đến câu 14. Hoặc là dụ ngôn, người con phung phá trở về chủ bắt giết bê làm tiệt mừng thưa cha con xin hỏi một điều rất thật này phần riêng cha và các anh chị đây thì thế nào con không có biết nhưng mà phần riêng con con sợ bị bệnh tật và chết lắm cha ơi khi nghĩ đến bệnh mình sẽ mắc bất cứ là bệnh gì rồi thần chết đến lôi đi tức thì con sợ run lắm chẳng thiết sự gì ở đời này nữa không hiểu như vậy là sao vậy hả cha? Như các thánh trên trời xưa kia sống ở thế gian, có vị nào không hề mắc bệnh hoặc không hề sợ bất cứ bệnh gì, lại không sợ chết nữa. Thần chết mà có lấp ló ở ngoài cửa, các ngài cứ bình chân như vậy. Có vị nào như vậy không hả cha? Cha cảm ơn lòng đơn sơ thành thực của chị Diễm Thúy. Xin chị đừng quan tâm đến vấn đề đó. Xin chị nhớ kỹ một chân lý duy nhất này đau khổ, bệnh tật và sự chết là án lệnh của Thiên Chúa đã ra cho hai ông bà nguyên tổ sau khi đã phạm tội phản lại Thiên Chúa. Ai là con cháu miêu duệ của Adam Eva đều mắc phải án lệnh đó, không trừ ai. Dù người đó là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục hay tu sĩ nam nữ, dù là vua chúa quan quyền cũng thế. Ngay cả Chúa Kitô mặc xác loài người và mẹ của ngài không hề bị nhiễm lây tội Adam, không hề có vết tích tội riêng, thế mà Chúa Kitô và Đức Mẹ đã phải chịu nhiều đau khổ và phải chết, ngoại trừ bệnh tật, chỉ vì gánh lấy tội lỗi để cứu chuộc chúng ta. Chị Diễm Thúy lại hỏi, có vị thánh nào lúc còn sống không hề mắc bệnh tật cũng không hề chết. Tôi xin dứt khoát trả lời, không hề có một ai ngay các vị thánh được kể là trong sạch như thiên thần, thí dụ thánh nhỏ Teresa, thánh Benedetta, thánh Anne, thánh Savio, thánh Louis Gonzaga cũng gặp đầy đau khổ, bị bệnh và phải chết. Chúa Kitô đã phán với chúng ta qua chị Benina Consolata: Hỡi con, sau ơn thánh sủng, quà quý nhất Cha có thể tặng các bạn thân của Cha là quà đau khổ. Cha thương ai nhiều sẽ tặng họ nhiều đau khổ để họ nên giống cha. Trích sách tình yêu dịu dàng Chúa Giêsu. Sau khi nghe những lời này, bà Thánh Teresa mẹ đã thốt lên: "Không lạ gì, Chúa Giêsu Kitô có rất ít bạn thân vì cách ngài cư xử với bạn của ngài như thế." Trích sách cỏ dại giữa lúa đồng.